Địa bàn huyện Đà Tẻ có tuyến tỉnh lộ 725 đi qua các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và các huyện trong tỉnh. Thế nhưng con đường này hiện đã hư hỏng, nhất là đoạn nằm ngay giữa trung tâm thị trấn Đà Tẻ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được khắc phục, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và việc lưu thông hàng hóa của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngã ba Hòa Nhơn, thị trấn Đà Tẻ, sau mỗi cơn mưa, tuyến tỉnh lộ 725 tại khu vực này là ngập lụt. Vì vậy, chuyện gia đình chị Hiền sống cạnh con đường, hàng ngày phải dùng cuốc đào mương để tránh nước chảy vào nhà là chuyện không lạ với người dân ở đây. Cứ mưa xuống là có xe đi qua là bắt đầu bể nát ra, để mà đào nước để mà cho nó thoát nước, nhưng mà không có chỗ thoát. Giờ đâu có chỗ thoát, giờ nó cứ y dày thôi. Hiện hữu ổ voi, ổ gà, người và phương tiện tham gia giao thông mỗi khi qua lại trên tuyến tỉnh lộ 725 luôn phải đối mặt với tai nạn giao thông. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri các cấp và kiến nghị thường ngày của người dân, nhưng việc cải tạo, đầu tư tuyến đường này vẫn án binh bất động. Dân thì hồi trước giờ kiến nghị nhiều năm rồi, nó cũng vẫn vậy, chả có thay đổi gì hết. Đường đây thì trọng tải xe lớn rất nhiều, nào chở gỗ, nào chở vật liệu đi qua lại rất nhiều, mà cái vùng đây nó không có cái vùng thoát nước. Trên khi nó ngập nước xong rồi á, xe qua lại thì rõ ràng là nó sẽ tung đá tung đất lên, trở thành cái vũng mãi mãi. Nếu không làm thì nó là cứ tiếp tục là một cái vũng đây, nó mãi mãi không bao giờ hết. Té nhiều lắm, té là cứ kéo vô quán đây nằm sức dầu sức thuốc rồi xong bớt tỉnh rồi dậy rồi về, nhưng mà tai nạn chết thì chưa có. Đường xuống cấp không chỉ gây tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của người dân trong vùng. Và ngay giữa thị trấn trung tâm Đà Tẻ lại tồn tại một hồ nước như thế này, đã tồn tại ngay cả năm nay. Chính vì vậy, người dân có quyền hy vọng nhà nước sớm đầu tư một tuyến đường mới để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Không riêng gì tuyến tỉnh lộ 725, trên địa bàn Đà Tẻ hiện nay, tuyến tỉnh lộ 721 cũng hư hỏng nặng. Ngoài do đầu tư lâu năm, nguyên nhân làm cho đường xuống cấp nhanh là do các xe trọng tải lớn lưu thông. Xe quá tải phá đường rất là nhiều, chứ không phải là không. Đối với những xe mà đủ tải đi thì theo tôi nghĩ thì nó cũng không ảnh hưởng mấy. Nhưng mà do điều kiện như Đà Tẻ thì không có cân, nên là các phương tiện chở quá tải thì thực tế thì chúng tôi chỉ làm được một số loại thôi. Tuyến tỉnh lộ 725 do Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng quản lý, Ủy ban Nhân dân huyện Đà Tẻ cho biết đã có văn bản gửi các ngành liên quan có phương án khắc phục. Và được biết đã có chủ trương đầu tư nâng cấp trong năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Huyện đã có rất là nhiều cái văn bản đề nghị ngành chức năng, thì Ủy ban tỉnh đã có chủ trương và giao cho Sở Giao thông làm chủ đầu tư để mà tiến hành duy tu và nâng cấp cái tuyến đường này. Tuy nhiên thì hiện nay thì về phía Sở Giao thông thì cho biết là cái tuyến đường này là đã có dự án và đã có thông báo cái vốn để đầu tư, nhưng mà đến giờ này thì tôi cũng chưa thấy cái khởi động cụ thể. Thì chúng tôi cũng rất mong là Sở Giao thông Vận tải là quan tâm mà sẽ có những cái phương án tích cực để đẩy nhanh cái tiến độ thi công cái tuyến đường này. Phát triển hạ tầng giao thông là tiêu chí quan trọng trong lộ trình xây dựng chương trình nông thôn mới. Tuy nhiên, việc không đầu tư nâng cấp kịp thời cũng cản trở sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Vì vậy, những mong mỏi của chị Hiền hay ông Bảy cũng như người dân Đà Tẻ về một con đường mới đảm bảo an toàn là lẽ đương nhiên.